đây chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn nguyên điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Nhóm thực hiện chương trình xin có vài lời thông báo gửi đến quý vị. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc là chương trình hoàn toàn vô vụ lợi, được thực hiện do tinh thần yêu mến âm nhạc và muốn lưu giữ lại những tài sản tinh thần quý báu trong lĩnh vực âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi không hề nhận một đồng thù lao nào từ YouTube. Nếu có quảng cáo nào xuất hiện trong chương trình là do YouTube đã tự ý đưa vào, và số tiền thu được từ quảng cáo ấy, họ sẽ dùng một phần để trả tiền tác quyền cho những người nhạc sĩ có chủ quyền trên ca khúc, và đó là chuyện ở ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Xin quý vị hiểu và thông cảm cho chuyện quảng cáo ấy, vì ít nhiều nó cũng làm gián đoạn sự tập trung thưởng thức chương trình của mọi người. Chân thành cảm ơn. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc 156, nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi đã vào lắng nghe và ủng hộ tinh thần cho nhóm thực hiện chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Vẫn là những lời cầu chúc tốt đẹp của chúng tôi, cũng như mong ước mọi sự an lành đến với tất cả mọi người. Hôm nay, chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 156 sẽ dành chương trình để nói về tiểu sử cũng như những sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, một người nhạc sĩ mặc dù không nổi tiếng trong lĩnh vực sáng tác tình ca nhưng đã đóng góp rất nhiều trong khuôn khổ dòng nhạc giao hưởng cũng như lĩnh vực đại hòa tấu. Cho đến khi chúng tôi thực hiện chương trình này vào năm 2022 thì nhạc sĩ Lê Văn Khoa hiện vẫn còn ở với chúng ta. Xin gửi lời chúc thọ đến giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa, đồng thời cảm ơn cho tất cả những đóng góp vô cùng quý báu của ông cho kho tàng âm nhạc Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau. Bây giờ, chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin kính mời quý vị cùng bước vào chương trình kỳ thứ 156, dành vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Khoa với chủ đề Lê Văn Khoa, một đời cho âm nhạc. Sinh tại Cần Thơ năm 1933, trong một gia đình tin lành thuộc giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, nhạc sĩ Lê Văn Khoa có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Nhà nghèo, lương mục sư của cụ thân sinh không bao nhiêu, bị ảnh hưởng bởi thời cuộc như biểu tình, bãi khóa, nên nhạc sĩ Lê Văn Khoa bỏ học sớm, đi làm việc cho giáo hội và theo học một trường thần học nhỏ ở Phú Nhuận. Ngoài những lớp đàn hát trong trường thần học, hầu hết những hiểu biết về âm nhạc của ông đều do tự học, sách vở do một giáo sĩ người Mỹ gửi mua từ Mỹ. Tuy nhiên, nhờ năng khiếu và tinh thần hiếu học nên những nhạc phẩm đầu tay của ông đã chiếm được giải thưởng toàn quốc. Ông cho biết, bắt đầu chuyển từ sáng tác ca khúc sang viết nhạc hợp ca vì nhận thấy nhạc Việt Nam rất yếu về lĩnh vực đại hợp ca hòa tấu. Và ông trở thành người duy nhất cộng tác với đài truyền hình Việt Nam thời bấy giờ trong chương trình Đại hợp ca hòa tấu mang tên Tiếng Nhạc Trầm Tư. Khi được hỏi cơ duyên nào đã đưa ông vào con đường âm nhạc và niềm say mê âm nhạc đã đến với ông từ khi nào, nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã cho biết như sau. Nói là tôi biết được có năng khiếu âm nhạc không thì không chắc lắm đâu. Bởi vì tôi còn nhỏ quá không biết mình cái gì. Nhưng mà tôi có ý thích nhạc. Một hôm tình cờ tôi lượm được cuốn sách và bắt ngoài đường. Cuốn sách đó là quyển sách nhạc lý bằng tiếng Pháp. Đó thì tôi đem về tôi đọc, nghiên cứu rồi mình thấy có lẽ cũng hay đó.
cho nên mình muốn tìm hiểu thêm và cuốn sách đó. Tìm hiểu thêm thì làm sao? Cuốn sách đó dạy cho người ta đàn piano, mà rồi tôi làm gì có đàn piano để mà học. Rồi tôi cũng bắt chước vẽ cái phím đàn, cái đen, cái trắng ở trên mặt bàn. Rồi sách nó dạy Do, Re, Mi, Fa, Sol, mình cũng đàn Do, Re, Mi, Fa, Sol. Và mình thử tưởng tượng nghe cái âm thanh Do, Re, Mi, Fa, Sol nó lên nó xuống như thế nào. Đi tới đi lui như vậy rồi tôi mới nhảy quãng. Quãng 2 thì nó sẽ như thế nào, quãng 3 nó sẽ như thế nào. Thì học bằng lối tưởng tượng. Chứ còn đâu có âm thanh được khó trên mặt bàn mà làm sao ra tiếng được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái học theo lối tưởng tượng đó nó cũng có cái lợi. Là sau này khi mà tôi viết nhạc cho dàn nhạc giao hưởng v.v. thì làm gì có nhạc sĩ đó đàn cho mình nghe cái tiếng nó như thế nào. À, mình cũng hình dung nó ra. Ok, trompet nó thổi như vậy thì cái trompet nó đi hòa được lại với cái loại kèn nào của nó. Rồi nhờ cái đó mà mình tạo được cái sự hòa hợp với âm thanh bằng tưởng tượng thôi. Một hôm tôi đi nhà thờ thì trong cái giờ giữa cái buổi lễ thì có khoảng thời gian ngắn, tôi thấy cái đàn piano đó tôi cám dỗ quá, tôi nói lên thử chứ coi nó ra làm sao. Vì lúc đó người ta đi ra ngoài hết rồi, có mình tôi ngồi bên trong nhà thờ. Tôi mới lên đó, tôi mò tôi đàn thử cái nó ra tiếng. Nó ra tiếng là tôi giật mình, bây giờ nào giờ đàn ở nhà nó đâu có ra tiếng. Mình đàn ở nhà mình đàn mạnh đàn nhẹ gì cũng được, đàn này đàn mạnh nó ra tiếng lớn. Trong khi mà tôi đang lúng túng như vậy thì tôi cảm thấy có người vỗ vai tôi. Tôi mới ngoái lại tôi nhìn thì rõ ràng đó là cái bà giáo sĩ người Mỹ, bà là cái người chơi nhạc chính thức cho nhà thờ. Tôi chết rồi, mình phá rồi, bị bắt quả tang rồi. Tôi mới dòm tôi đứng dậy tôi chạy trốn, nhưng mà bà ấn xuống đứng ngồi đó. Bà đi qua bên kia lấy cái đàn harmonium, cái đàn phong cầm. Rồi suốt trong buổi lễ người ta tuyên bố hát bài nào thì cả bà và các tôi đều đàn. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình sẽ là một trích đoạn từ một bản hợp xướng nhạc phẩm có tựa đề Bài ca ngợi tự do của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Để có được dàn nhạc giao hưởng đồng ý thực hiện tác phẩm này, nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Chúng ta hãy lắng nghe chính nhạc sĩ nói về những khó khăn của ông khi muốn thực hiện bản đại hợp xướng này. Khi tôi làm cái Symphony Việt Nam 1975 rồi, tôi định làm CD. Nhưng mà rồi không biết làm sao. Ở Mỹ, dầu tôi có giúp cho dàn nhạc giao hưởng của Pacific Symphony ở phía Nam California mình đây, thì họ cảm động lắm và họ hứa họ sẽ thực hiện cho tôi bằng cái chi phí tối thiểu. Nhưng mà có những cái lĩnh tính thì mình không kể. Nhưng mà cái chi phí tối thiểu đó là 120.000 đô la. Thì cái chuyện đó mình không thể nào có được rồi. Thành ra tôi mới đi xuống với Úc Châu, liên lạc lại với dàn nhạc giao hưởng Úc Châu. Họ nói có thể họ làm cho tôi. Tôi để nhạc cho họ. Rồi sau đó sao không biết mất liên lạc. Rồi sau may mắn có người giới thiệu tôi có cái môi giới lại với Kiev Symphony Orchestra, dàn nhạc giao hưởng của thủ đô Ukraine. Tôi ngỏ ý để mà muốn làm cái symphony đó. Thì họ không hứa là làm hay là không. Họ biểu gửi nhạc cho họ xem đi. Tôi gửi sau đó họ trả lời ok, họ đồng ý làm. Rồi mình đồng ý với nhau như vậy rồi thì tôi lo nhạc cấp tốc, làm ngày làm đêm, in ra từng phần cho từng nhạc cụ cho kịp để mà làm. Rồi mới đi qua Ukraine để thu hình. Bài ca ngợi tự do thì tôi dụng ý muốn nhờ ban hợp ca bên đó nó hát làm cái nền, để rồi mình cho ban hợp ca mình hát bằng tiếng Việt lên. Đó trong cái buổi vở, cái trong studio luôn, để mà chuẩn bị để mà thu luôn. Thì họ hát nửa chừng rồi họ ngưng lại, họ quơ tay với nhạc trưởng. Họ mới hỏi cái bài này cái ý nghĩa gì sao. Bà nhạc trưởng mới kêu tôi ra. Cái ý đó là ca ngợi tự do là khi người Việt Nam đã bị Cộng sản nó chiếm rồi thì họ thoát đi ra ngoài. Họ ca ngợi tự do vì họ đã được tự do thoát khỏi gông cùm Cộng sản. Thì mấy người trong ban hợp ca họ nói không phải chỉ người Việt Nam mới yêu chuộng tự do, chúng tôi cũng yêu chuộng tự do vậy. Xin dịch ra tiếng Ukraine để chúng tôi hát. Rồi chúng tôi cấp tốc đi tìm người dịch. Tôi phải dịch ra tiếng Anh. Ngay trong đêm đó dịch ra tiếng Anh rồi thì họ mới đi tìm cái người mà chuyên môn dịch
mấy cái opera của Tây Phương ra tiếng Ukraine cho người Ukraine đó, để người đó dịch ra tiếng Ukraine. Thành ra mấy hôm sau mới xong cái rồi ráp lại để mà thu thanh luôn. Quý vị vừa lắng nghe trích đoạn bài ca ngợi tự do của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, được trình bày bởi dàn nhạc cũng như ban hợp xướng từ thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine trình diễn. Và vì nhạc khúc được trình diễn bằng tiếng Ukraine, nên chúng tôi đã chỉ gửi đến quý vị một trích đoạn ngắn mà thôi. CD Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975 nói lên thân phận người Việt Nam trong cuộc chiến xâm lược của miền Bắc, cho đến khi vượt thoát tìm tự do tại các nước châu Âu và Hoa Kỳ, được ra mắt công chúng vào năm 2005 với dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra và Chorus của Ukraine. Ngoài Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975, với mong muốn đưa các làn điệu dân ca Việt Nam ra khắp thế giới, nhạc sĩ Lê Văn Khoa chú tâm soạn nhạc giao hưởng cho các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã từng tuyên bố: "Mục đích của tôi là muốn dùng những nét nhạc hết sức đơn sơ của Việt Nam mà mình có thể biến hóa để người nước ngoài có thể dùng được. Bằng cách đó, mình đưa nhạc Việt đi xa hơn để hòa vào với dòng nhạc thế giới. Tại sao người ta chơi nhạc Đức, nhạc Nga, nhạc Anh, vân vân mà không chơi nhạc Việt Nam? Thành ra, tôi có tâm nguyện là phải làm sao để đưa nhạc Việt mình cho thế giới biết tới. Đó cũng là cái ý niệm mà tôi đã có từ trước năm 1975. Trong một buổi nói chuyện với nhạc sư Nguyễn Hữu Ba về vấn đề phổ biến nhạc Việt, ông ta chủ trương nhạc Việt phải chơi bằng nhạc cụ Việt Nam. Tôi thì ngược lại, tôi nói là phải viết cho nhạc cụ Tây Phương. Nghe mà người ta cảm thông được thì người ta mới tiếp nhận. Nhờ đó, nhạc sĩ trên thế giới mới có thể chơi được. Còn nếu mình chỉ chơi bằng nhạc cụ cổ truyền của mình mà thôi, thì người nào phải học nhạc cổ truyền mới trình diễn được. Như vậy là mình tự giới hạn chính mình." Nhạc sĩ Lê Văn Khoa cho biết, sáng tác đầu tay của ông là nhạc phẩm có tên Cấy Lúa, nhưng theo thời gian, ca khúc ấy cũng đã không còn tồn tại. Để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một ca khúc rất đặc biệt. Đó là bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa do nhạc sĩ Lê Văn Khoa soạn phần nhạc và được trình bày bởi chính ban quân nhạc quốc gia của Ukraine. Nói đến cơ duyên nào đã đưa đẩy để ca khúc này được trình diễn tại Ukraine, thì nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng đã tâm sự như sau. Khi mà Việt Nam Film Club ở bên Washington DC thực hiện cái video về quốc thiều và quốc ca Việt Nam, thì họ ngỏ ý muốn dùng một cái bài quốc thiều hay quốc ca có tầm vóc. Thì tôi mới hỏi họ giờ muốn chơi với dàn nhạc giao hưởng hay là chơi với ban quân nhạc, bởi vì viết nhạc cho mấy ban đều khác hết trơn hết trọi, chứ không có đâu không giống nhau được. Suy nghĩ mãi rồi họ nói thôi chơi với quân nhạc đi. Rồi chọn quân nhạc thì tôi sẽ viết cho cái ban quân nhạc
mình đeo quốc ca mà muốn làm nhạc cho nó có tầm vóc ngang hàng thì cái ban nhạc đó cũng phải có cái tầm vóc của quốc gia. Bởi vì bài quốc ca Việt Nam của mình viết cho ban nhạc ở đây chơi thì có nhiều ban nhạc của các trường trung học chơi lắm. Tôi viết cho họ để họ chơi được. Bây giờ muốn làm cái này tôi phải viết lại cho ban nhạc của tầm vóc quốc gia chơi chứ không phải ban nhạc học sinh nữa. Rồi tôi mới nghĩ muốn như vậy thì vốn tôi có liên lạc lại với Ukraine từ năm 2005. Bây giờ tới 2012 thì tôi có qua đó nhiều lần rồi và gặp rất nhiều người và giới chức sắc rồi khác nhau. Thành ra tôi nghĩ mình phải làm sao để mà thuyết dụ cho được ban quân nhạc hay là ban nhạc chính thức của phủ tổng thống để mà chơi quốc ca Việt Nam thì nó mới có cái tầm vóc với nhau được. Cái điều này cũng là cái duyên nữa, họ chấp nhận để chơi. Đó, thành ra tôi viết nhạc qua cho họ dợt, rồi tôi phải qua đó trước mấy ngày để dợt lại với ban nhạc của họ đó. Và nhờ đó ban quân nhạc là cái ban nhạc chỉ chơi những chương trình chính thức của chính phủ thôi, mà giờ chịu chơi cái bài quốc thiều của mình thì tôi nghĩ đó là một cái danh dự lớn cho mình. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa cho biết, ông ôm ước vọng là đào tạo thế hệ kế thừa làm nhạc giao hưởng như ông. Và ông đã có dạy một số học trò sáng tác nhạc cho piano. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe một bản hòa tấu đại hợp xướng có tên là Evening, đã được nhạc sĩ Lê Văn Khoa viết riêng cho piano. Nhạc khúc sẽ được gửi đến quý vị với tiếng đàn piano của Nguyễn Vân Anh. Thank you.
Trước khi bước vào phần thứ nhì của chương trình dành cho nhạc sĩ Lê Văn Khoa với những sáng tác khác của ông được viết bằng lời Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị một ca khúc nữa của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Nhạc phẩm này được trích ra từ một chương trình âm nhạc dành cho nhạc sĩ Lê Văn Khoa có tên A Lifetime of Music. Tối nay quý vị sẽ nghe một ca khúc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa nhưng bằng tiếng Anh, và ông tạm dịch: đêm dâng ân tình, nắng đốt yêu thương, chia ly một lần, tách bến thiên đường, giờ đành gợi nhớ. Bài hát I Remember để ông nhớ đến những gì mà đã một thời trải qua. Hòa âm của Lê Văn Khoa và đã được James Banerian chuyển ngữ, gửi đến quý vị qua giọng kim soprano của Diana Nebria Rossino.
Nói đến tên tuổi Lê Văn Khoa, người ta nghĩ ông là một nhạc sĩ hay là một nhiếp ảnh gia có bề dày kinh nghiệm hàng chục năm. Nhưng thật ra, ông cũng đã từng hoạt động xã hội. Ông trải rộng tấm lòng thương mến trẻ thơ. Ít ai biết, ở buổi niên thiếu, ông đã vắng tình mẫu tử cần thiết nhất vì mẹ mất năm ông được 12 tuổi. Vì thế, Lê Văn Khoa khi xưa sống gần gũi và cưu mang trẻ bụi đời trên vỉa hè Sài Gòn. Ông cũng dành thì giờ quý báu của mình để vào thăm trại giáo hóa thiếu nhi phạm pháp và trung tâm cải huấn. Ông chuyện trò, tâm tình thân mật để hướng dẫn các em. Cũng cần nói thêm, trước năm 1975, ông mở trung tâm hội họa thiếu nhi Lê Văn Khoa với ban giảng viên thật hùng hậu, gồm các họa sĩ danh tiếng như Văn Đen, Hồ Thành Đức, Nguyên Khai, Nguyễn Trung, Trịnh Cung, vân vân. Ông còn viết sách dạy thiếu nhi đánh đàn dương cầm. Trong tập sách nhạc mang tựa Nhạc Việt Mến Yêu, thầy giáo Lê Văn Khoa muốn giới thiệu những giai điệu rất đáng yêu, những bài hát Việt Nam quen thuộc cho các em học dương cầm, giúp các em đàn được những bài nhạc mà phụ huynh yêu thích. Trước tháng 4 năm 1975, những ai thường theo dõi các chương trình của đài truyền hình Sài Gòn đều biết, đều say mê khi xem chương trình Thế Giới Của Trẻ Em, tức chương trình thiếu nhi Lê Văn Khoa trên băng tần số 9. Đó là một chương trình giáo dục thực dụng, mới mẻ, được nhiều người xem nhất, không riêng gì với thanh thiếu niên, thiếu nhi mà cả giới phụ huynh của họ. Chương trình TV của ông cùng với hai chương trình nhạc của An Việt Thu, Bảo Thu luôn luôn thuộc loại ăn khách thời bấy giờ và thường xuyên được chiếu tại trên băng tần số 6 của đài truyền hình Cần Thơ, nơi quê hương thân yêu của vị thiếu niên ham học, thông minh, sớm phát triển óc mỹ thuật, nghệ thuật này. Chương trình Thế Giới Của Trẻ Em chẳng những giúp mở mang kiến thức và lòng yêu nước cho trẻ em trong một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, tràn ngập khói lửa, mà còn gợi ý tạo hứng khởi cho một số các nhà giáo dục, khoa học gia cải tiến lĩnh vực chuyên nghiệp của họ. Đồng thời, chính các nỗ lực và sáng kiến còn giúp đưa danh dự và uy tín của trẻ em Việt Nam ra thế giới bằng những cuộc triển lãm, dự thi tranh thiếu nhi quốc tế. Nhờ vậy, nhiều em đã đoạt được những giải thưởng, bằng khen cao quý. Chính những kết quả đáng khích lệ tuyên dương này đã khơi dậy lòng tin để các thiếu nhi mạnh dạn phát triển tài năng của mình. Trước năm 1975, giáo sư Lê Văn Khoa thường xuất hiện trên đài truyền hình số 9, nên quần chúng biết đến hình ảnh và tên tuổi của ông. Những buổi hòa nhạc của ông tại Sài Gòn trên các làn sóng phát thanh, ông xuất hiện thường trên báo chí, nơi những cơ sở giáo dục mà ông giảng dạy như trường Trung học Tiểu Cơ Đốc, Đại học Vạn Hạnh, Hội Việt Mỹ. Ông còn là chủ biên của loạt sách về giáo dục thanh thiếu niên, gia đình, sức khỏe và tôn giáo do nhà xuất bản thời Triệu ấn hành. Con người lành mạnh hay giá trị hạnh phúc của từng cá thể và gia đình sẽ làm vững mạnh xã hội là tâm điểm của ban chủ biên khi dịch thuật phóng tác những tác phẩm giáo dục giá trị của ngoại quốc ra Việt ngữ. Sách báo của nhà xuất bản thời Triệu không bày bán ở nhà sách, nhưng được giới thiệu từng nhà nên số phát hành rất cao. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa từ hồi ở Sài Gòn, Việt Nam trước năm 1975 thì thấy ông rất yêu thương các em thiếu nhi. Trong chương trình Đố Vui Đại học của ông, tất cả những người ở Sài Gòn trước 75 đều nhớ thấy hình ảnh dễ thương này. Và sang đến ngày hôm nay, khi bắt đầu sáng tác, ông cũng luôn nghĩ đến các em. Và một trong những sáng tác của nhạc sĩ Lê Văn Khoa là ca khúc Nếu Có Ai Hỏi Em. Ông viết riêng cho các thiếu nhi ở hải ngoại. Là một ca khúc ngắn được ông viết chan chứa tình yêu quê hương và lòng tự hào của một người Việt Nam. Có những câu như sau. Nếu có ai hỏi em là người nước nào? Em sẽ xin thưa rằng, em là người Việt Nam trong máu xương, hồn linh em, gan ruột em, óc tim, từng tế bào. Đây Việt Nam, vì quốc biến ly hương, nhưng sẽ có ngày về nước em. Nếu có ai hỏi em sẽ qua phần trình bày của Hugo Nguyễn, Thùy Anh và Tường Vi
cùng ban nhạc thiếu nhi với 15 nhạc sĩ tí hon của hội Hiếu nhạc Việt Mỹ Nhi Đồng trình tấu. Mời quý vị thưởng thức sau đây, Nếu Có Ai Hỏi Em. Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, Lê Văn Khoa cũng là một tên tuổi được rất nhiều người biết đến. Thật vậy, ông đã cống hiến trí tuệ, tài năng ưu việt và thời gian hạn hữu của đời mình cho toàn sự nghiệp mà ông đã theo đuổi. Trong đó, nghệ thuật nhiếp ảnh là một trong các nỗ lực mà ông đã luôn say sưa phụng sự. Có thể trong tâm thức sâu kín của một tín hữu Cơ Đốc giáo thuần thành, Lê Văn Khoa đã tự coi mình như là một thừa sai của Thượng Đế. Để qua ống kính và bằng đôi mắt tinh anh sắc sảo ghi nhận lại màu sắc xinh đẹp của sông núi, biển cả, của thân, lá cây rừng, của thế nhân rồi trải đều, gieo cấy trong tâm hồn giới thưởng ngoạn, hầu làm đẹp cho đời, hầu thăng hoa cuộc sống của con người vốn dĩ vương mang nhiều hệ lụy nhiễu nhương. Thỉnh thoảng ông dạy về nhiếp ảnh tại Cần Thơ, nơi sàn quán của ông, đi diễn thuyết và triển lãm các nơi, giúp danh tiếng ông càng lan xa và rộng hơn. Được biết ngay từ độ đôi mươi, Lê Văn Khoa đã say mê và tự tìm hiểu, tự học qua sách vở nước ngoài về ngành chuyên môn này. Và đến năm 1967 đã sáng lập Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam tại Sài Gòn. Và ông cũng như các thành viên trong hội đã chiếm nhiều giải thưởng, huy chương cao quý qua các cuộc thi ảnh quốc tế. Chính ông cũng là một trong những nhiếp ảnh gia tài năng sớm đoạt giải ảnh nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Những tác phẩm của ông cũng được trưng bày trong các cuộc triển lãm nhiếp ảnh khắp nơi trên thế giới như Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Nhật Bản trước năm 1975 và tại Mỹ sau năm 1975. Mơ Về Quê Tôi là một ca khúc khá dài và có tiết tấu cũng như âm hưởng rất đặc biệt, thích hợp cho những chương trình biểu diễn hợp tấu. Mơ Về Quê Tôi là một bài bi hùng ca, là khúc hát của những người dân Việt tiếc nuối những ngày xưa tươi đẹp của đất nước, là tiếng lòng của những người dân khóc than cho một đất nước lầm than, tan hoang đổ vỡ vì hận thù, vì chiến tranh. Mơ Về Quê Tôi còn là một nỗi buồn nhớ về một quê hương thật đẹp, thật ngọt ngào mà nay đã xa vời, như thi sĩ Hồ Yến đã từng viết trong một bài thơ có tên Nước Chảy Trên Cầu. Quê em xa thẳm màu mây gió, buồn vút không gian mất định kỳ,
em có mơ về năm tháng cũ, âm thầm nghe tiếc phút giây đi. Bên cạnh những cảm xúc đau thương và tiếc hận, mơ về quê tôi còn chất chứa biết bao hy vọng, hoài bão. Mơ ước một ngày quê hương trở mình, vươn lên hùng tráng, mạnh mẽ như những ngày xưa tiền nhân đã từng oai phong lẫm liệt bảo vệ và xây dựng dải non sông gấm vóc, như những lời thơ hào hùng của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Trả ta sông núi câu hùng tráng, là súng là gươm giữ đất đai, trung lên cao ngất phương trời, hồn thiêng liệt sĩ bừng tươi sắc cờ. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Bích Vân trong nhạc phẩm Mơ về quê tôi. Thank you.
xoa xoa cho vơi bớt đau buồn. Ngày tháng chìm trong nắng cay đời ta nay càng thêm xót xa. Ước mơ theo gió bay mau tới quê nhà, tìm lại hàng tre gục lên mái nhà, tìm dàn trầu lá còn quấn thân cao, và hàng dừa mát là bóng ven hồ. Năm 1953, nhạc sĩ Lê Văn Khoa được giải thưởng trong một cuộc thi sáng tác. Thế nhưng, bây giờ khi được hỏi đến đó là nhạc phẩm nào, thì ông cũng không còn nhớ rõ. Ông chỉ cho biết nhạc phẩm Hẹn Một Ngày Về đã được ông lấy một phần ý tưởng từ ca khúc mà ông đã từng đoạt giải thưởng vào lúc bấy giờ. Đồng thời, ông còn nói về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm Hẹn Một Ngày Về như sau. Bây giờ hỏi tôi cũng không nhớ, nhưng mà tôi có lấy một phần một cái câu nhạc ở trong cái bài nhạc lúc bây giờ đó để tôi gắn nó vô ở trong cái bài Hẹn Một Ngày Về. Thành ra cái cấu trúc của Hẹn Một Ngày Về là cái bài tôi lấy từ cái bài nhạc mà tôi dự thi năm 1953. Năm 53 thì mình đất nước mình chưa có chia đôi, thành ra tôi gửi ra Hà Nội để mình dự thi. Sau khi đất nước chia đôi 54, 55 ở Sài Gòn có tổ chức thi nữa, tôi tham gia nữa và trúng giải thưởng được. Hẹn Một Ngày Về của nhạc sĩ Lê Văn Khoa là một bản hùng ca, và ca khúc này đã có trùng tên với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Mục mà chúng tôi đã từng giới thiệu đến quý vị trong một chương trình trước đây. Xin đừng lầm lẫn giữa hai sáng tác này. Bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức bản hợp xướng Hẹn Một Ngày Về của Lê Văn Khoa qua phần trình diễn của ban hợp xướng Lê Văn Khoa.
Gọi nhớ là một nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Gọi nhớ có những ngôn từ siêu thoát, bảng lãng, êm ái như một bài thơ tình lãng mạn. Bài thơ ấy là cảm xúc của tâm hồn một người nghệ sĩ. Tâm hồn ấy rung động theo từng ánh trăng xa xôi, từng cơn gió, từng cụm mây lững lờ. Tâm hồn ấy ngất ngây với yêu thương. Gọi nhớ có những âm hưởng thanh thoát, du dương, đưa hồn người nghe vào một miền không gian lâng lâng, thoát tục. Sau đây là lời giới thiệu rất trân trọng của một nhà biên khảo âm nhạc là Phạm Văn Kỳ Thanh về nhạc phẩm Gọi Nhớ, và ngay sau đó sẽ là tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Giao trình bày với dàn nhạc Đại Hòa Tấu cùng phần hòa âm của chính nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Gọi Nhớ là ca khúc cuối cùng Lê Văn Khoa dùng để kết thúc cuốn băng Tiếng Chiều Rơi ông cho ra mắt năm 1983. Mối hoài niệm của Lê Văn Khoa trong Gọi Nhớ được hành âm theo lối cổ điển Tây Phương thời hậu lãng mạn. Tuy chọn thể ca khúc phổ thông nhưng ông không theo lối cấu trúc liên khúc mở, liên khúc phát triển, liên khúc và liên khúc kết. 17 trường canh đầu dàn trải chỉ để sửa soạn cho xúc cảm tuyệt đỉnh ở trường canh 18, 20, 28 bằng hai đốt nhạc motif là Si bemol và Son. Đó là lối viết phá cách và dung hợp, phá khuôn thước ca khúc phổ thông và dung hợp lối phát triển nhạc đề theo thể nhạc viết cho nhạc khí. Vì thế Gọi Nhớ rất cần thiết khi trình diễn phải được nâng đỡ bởi một thềm nhạc khí giao hưởng. Vì nhạc chuyên trả lời cho nên xúc cảm của lời cũng được xây dựng theo chiều hướng của nhạc. Vì thế chủ đề Gọi Nhớ được nhấn mạnh ở trường canh thứ 17 để sửa soạn cho khởi đầu của xúc cảm tuyệt đỉnh nơi trường canh 18. Gọi Nhớ xứng đáng là một ca khúc giá trị về cả lời lẫn nhạc.
Điều này được minh chứng bởi giọng ca điêu luyện đầy tình cảm của Quỳnh Lao sau đây. Trong ngút ngàn sao mơ hồ chẳng thấy được mình, ngại ngùng thôi pha theo tháng ngày qua, giọt buồn tìm bên thủy tinh, lệ đắng lên môi không gian dần trôi. Thank you.
Vào năm 1956, nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã sáng tác nhạc phẩm Ngày Mai Chia Tay. Theo nhiều nguồn tư liệu thì chính nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã kể lại thời gian ấy ông vướng phải một cơn bệnh trầm kha, tưởng chừng không thể qua khỏi. Đối diện với những giờ phút tuyệt vọng, ông đã sáng tác Ngày Mai Chia Tay như một lời tâm sự sau cùng. Thế nhưng nhờ có được sự chữa trị từ một phương thuốc mới, cơ thể của ông may mắn thích hợp với phương thuốc này và ông đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, Ngày Mai Chia Tay đã được ca sĩ Ngọc Hà, cũng là phu nhân của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, thay đổi một số lời trong nhạc phẩm và Ngày Mai Chia Tay đã ra đời với sự hợp soạn của Ngọc Hà và nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Ngày Mai Chia Tay có những âm hưởng réo rắt, du dương kết hợp cùng ngôn từ thiết tha, chứa chan bao niềm lưu luyến, nỗi buồn của sự ly biệt bàng bạc như sương khói, gợi trong lòng người một nỗi buồn sâu lắng, mênh mông. Ngày Mai Chia Tay giờ đây xin được gửi đến cùng quý vị khán thính giả với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hà, người bạn đời của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Ngày mai ta chia tay nhau thì đôi ngã đường dòng đời ngăn cách rồi, lòng nuối tiếc những giây phút sống gần nhau. Ngày mai khi ta xa nhau, mặt trời nắng tươi hoặc nhẹ êm gió thu, dù có ánh trăng qua sông thưa đâu còn nghĩa gì. Ngày mai ngâm câu chia phôi, còn đâu tiếng cười, còn tìm đâu dáng người. Nhìn phượng vĩ sắc thắm, sầu nhớ kiếp nào nguôi. Ngàn sao lung linh trên cao, làm tôi vẫn vương tràn ngập trong tiếng thương. Hình bóng nhớ nhung trong tâm tư, môi hồng còn đâu. Ôi, ngày vui sao trong tàn, thời gian sao đang tâm đêm xóa mờ tuổi rơi. Ngàn gió hiên hoa xuân lìa cành, và mắt biết ngày xưa dệt bao nhiêu mộng ước, giờ heo hắt từng bước, làm tim tôi nức nở nghẹn ngào. Ngày mai ta chia tay nhau, đời như bóng chiều, lòng còn chua xót nhiều. Dù ráo nước mắt vì quyến luyến tình xưa, người đi vui xây tương lai. Một chiều nắng phai, nhạc lòng thôi đắm say. Đành cô điếm trang cho dư âm, ta luôn còn nhau. Trong tàn thời gian sao đang tâm đêm xóa mờ tuổi rơi.
ngàn gió khiến hoa xuân lìa cành và mắt biếc ngày xưa dệt bao nhiêu mộng ước giờ heo hắt từng bước làm tim tôi nức nở nghẹn ngào. Ngày mai ta chia tay nhau, đời như bóng chiều, lòng còn chưa xót nhiều. Dù ráo nước mắt vì quyến luyến tình xưa, người đi vui xây tương lai. Một chiều nắng phai, nhạc lòng thôi đắm say. Đành cô điếm trang cho dư âm. Ta luôn còn nhau. Và bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức lại nhạc phẩm mà chúng tôi đã sử dụng như một trích đoạn ở phần đầu chương trình, được trình bày bởi dàn nhạc Đại Hợp Xướng Ukraine và bằng tiếng Ukraine. Đó là nhạc phẩm Ca Ngợi Tự Do. Nhạc phẩm này một lần nữa cũng đã được trích ra từ chương trình Lê Văn Khoa ở Lifetime of Music và sẽ được gửi đến quý vị qua sự trình diễn của ban hợp xướng Lê Văn Khoa. Ca Ngợi Tự Do, đây là hành âm cuối của Symphony Việt Nam 1975 của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Tổ khúc này nhắc nhở chúng ta rất nhiều về biến cố 1975 khi chúng ta phải rời xa quê hương để đi tới một đất nước mới. Tổ khúc sẽ diễn tả cái tâm trạng của đoàn người khi vượt biên, những cái đoạn đời rất là đau khổ, và khi thoát những hiểm nguy của bão tố, của hải tặc, họ đã đến được bến bờ tự do, và lúc đó là lúc mà họ lên tiếng để ca ngợi tự do. Thank you.
Văn Khoa là con người của đức hạnh và tôn giáo. Thân phụ ông là một mục sư Cơ Đốc giáo. Ông thụ huấn nơi cha mình tấm lòng bác ái, sự từ tâm. Ông lãnh hội từ thân phụ một tư tưởng vị tha và bao dung. Ông luôn tỏa ra nét yêu đời. Nhìn thấy Lê Văn Khoa trên bục gỗ điều khiển dàn nhạc giao hưởng trong các thính đường, hay xem tận mắt ông trình tấu dương cầm, người ta mới thấy rõ thấu đáo sự sôi nổi cũng như trầm lắng đầy nhiệt tâm, nhiệt tình trong nghệ thuật âm nhạc của nhà soạn nhạc tài ba này. Đôi bàn tay lúc nào cũng uyển chuyển vươn cao, hạ thấp, trải ngang, rẽ dọc trên dòng nhạc của các tấu khúc thời gian của ông, của các bậc vĩ nhân, bậc thầy trong ngành âm nhạc thế giới, mới thấy rõ con người sống động, sự đam mê của ông. Có nhìn vào đôi mắt, cửa sổ của tâm hồn Lê Văn Khoa, có nhìn vào nét mặt say sưa của ông và những ngón tay khoan nhạt tung tăng nhảy múa, khi sôi nổi, lúc nhàn nhã lướt trên các phím dương cầm lóng lánh, óng ả, mới nhận ra sự điêu luyện, đam mê của một người nghệ sĩ khả ái, khả kính này. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Tơ Lòng Trên Phím Nhạc trong cuộc hành trình âm nhạc, thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 156 xin được kết thúc nơi đây. Ước mong chương trình đã đem đến cho tất cả chúng ta những khoảnh khắc ngọt ngào, thư giãn. Xin quý vị tiếp tục khích lệ tinh thần chương trình bằng việc đăng ký kênh, để lại những lời góp ý và giới thiệu chương trình đến với những bạn bè thân hữu khắp nơi. Xin thân mến gửi lời tạm biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.